Cô chào tất cả các con học sinh thân mến. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp tập làm văn, nói và viết về người lao động trí óc các con nhé. Các con thân mến, bài tập làm văn có đề bài như sau. Em hãy kể về một người lao động trí óc mà em biết. Với những câu hỏi gợi ý như sau: A. Người đó là ai? Làm nghề gì? Người đó có quan hệ với em như thế nào? B. Người đó có hình dáng, tính tình ra sao? C. Người đó hàng ngày làm những việc gì? Con hãy kể cụ thể những việc làm của họ nhé. D. Người đó làm việc như thế nào? Con hãy nói rõ được cách làm việc của người đó. E. Công việc ấy quan trọng, cần thiết như thế nào đối với mọi người? G. Em có thích làm công việc như người ấy không? H. Tình cảm của em đối với người đó như thế nào? Và trước khi làm bài văn, các con hãy ôn lại một số từ chỉ người lao động trí óc và với những hoạt động của họ. Và đầu tiên, các con hãy nêu từ chỉ người lao động trí óc. Đó là ai? Các con đã được học rồi đúng không nào? Và đó là bác sĩ, giáo viên, kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư, kỹ sư hàng không, kỹ sư cầu đường, nhà nghiên cứu, nhà hải dương học, nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ, vân vân. Và những người lao động trí óc với những hoạt động như thế nào? Các con hãy ôn lại phần này. Nào hãy suy nghĩ và nêu lại cho cô nào. Đó là tìm một số từ ngữ chỉ hoạt động của trí thức. Và đây chính là hoạt động của những người lao động trí óc. Đó là chữa bệnh, chế thuốc chữa bệnh, dạy học, nghiên cứu khoa học, phát minh, chế tạo máy móc, thiết kế nhà cửa, cầu cống, vân vân. Và các con thân mến, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại một số hình ảnh của người lao động trí óc. Đây chính là bác sĩ các con. Và tiếp theo, đó là kỹ sư cầu đường. Tiếp theo, đó là giáo viên hay còn gọi là cô giáo các con. Và tiếp theo đó là nhà nghiên cứu khoa học và nhà văn Phạm Tiến Duật. Và cuối cùng đó là kiến trúc sư. Và các con đã biết rằng đây là những người lao động trí óc. Các con đã thấy rõ chưa nào? Và với những người lao động trí óc này, họ đã cống hiến rất nhiều cho xã hội. Và các con thân mến, đầu tiên chúng ta sẽ luyện nói về người lao động trí óc. Các con hãy quan sát hình ảnh này và cho cô biết đây chính là hình ảnh của ai. À, đó là hình ảnh của cô giáo, đúng không các con? Và các con hãy suy nghĩ cho cô biết. Cô giáo hay gọi là giáo viên. Vậy người giáo viên thường có những hoạt động gì? Các con hãy nêu cho cô một số từ ngữ hay câu nói về những hoạt động của người giáo viên nào. Các con có một phút để suy nghĩ nhé. À rồi các con. Như vậy, người lao động trí óc giáo viên với những hoạt động đó chính là giảng bài. Thì các con có thể nói như thế nào? Ai nói được nào? À, cô giáo của con lên lớp giảng bài cho các con. À, có thể giọng cô rất dịu dàng hay giọng cô rất trầm ấm, đúng không nào? Và ở trên lớp cô thường làm gì cho các con? Trên lớp cô hay hướng dẫn các con làm bài. Và với một số bạn chưa hiểu bài thì cô dạy đi dạy lại rất nhiều lần, rất kỹ để cho các bạn hiểu bài thì thôi, đúng không nào? Và có tiết cô hướng dẫn cho các bạn viết chữ hoa đẹp, viết chữ hoa sáng tạo, rồi biết trình bày vở sạch đẹp. Rồi cô lại chấm bài cho các con. Rồi hàng ngày trước khi đến lớp thì cô phải soạn bài. Và như nãy các bạn kể rằng mẹ bạn là giáo viên thì ban đêm mẹ bạn thường thức rất khuya để chấm bài cho học sinh, rồi chuẩn bị bài cho tiết dạy ngày mai. Và mẹ bạn ấy thường làm việc trên máy tính để soạn những bài giảng điện tử để giúp cho học sinh dễ hiểu hơn. Và các bạn còn
cho cô biết rằng là mẹ các bạn khi là giáo viên thì mẹ của bạn rất là yêu nghề, rất là tận tụy với công việc của mình. Là mẹ bạn thường đến lớp rất là sớm để chuẩn bị bài để dạy học sinh. Và mẹ bạn ấy còn rất thương yêu học sinh nữa đấy các con ạ. Khi có bạn học sinh bị bệnh thì mẹ bạn ấy thường chăm sóc rất chu đáo, thường xoa đầu bạn, xem bạn ấy có bị sốt không nè, còn sức dầu cho bạn nữa nè. Và người cô giáo còn làm gì cho các con nữa, với giờ ăn hay giờ ngủ của các con thì cô cũng rất quan tâm và chăm sóc, nhắc nhở các con ăn uống đầy đủ để cho khỏe mạnh, đúng không nào? Và hàng ngày cô còn khuyên bảo các con những điều gì như nãy bạn kể nào? Cô khuyên các bạn những điều hay lẽ phải nè, phải biết lễ phép với người lớn, và phải với hòa nhã với các bạn, rồi giúp đỡ những em nhỏ, giúp đỡ các bạn của mình. Và cô còn dạy các em còn phải luôn biết nhân hậu với mọi người, biết nhường nhịn, thương yêu mọi người, đúng không nào? Và em có thích công việc của mẹ con khi mẹ con là giáo viên không? Và công việc của mẹ con là giáo viên thì có quan trọng và cần thiết với mọi người hay không? Và khi nói về cô giáo thì các con có thể nói là nhờ có cô mà chúng em có thêm rất nhiều những kiến thức, hay nhờ có cô mà chúng em còn hiểu biết thêm được rất nhiều điều, và chúng em được biết thêm về nhiều những kỹ năng sống để giúp ích cho mình trong cuộc sống hàng ngày, đúng không nào? Và em có thích làm công việc ấy không? Và như nãy một bạn nói rằng bạn ấy rất thích lớn lên trở thành một người giáo viên giỏi giống như mẹ của bạn ấy, để dạy học cho những em nhỏ, để yêu thương những em nhỏ, đúng không nào? Và tình cảm của con đối với mẹ của con khi mẹ của con làm giáo viên thì tình cảm của con đối với mẹ con như thế nào? Hoặc tình cảm của con đối với cô giáo ra sao? Con có thương cô giáo không? Và mẹ của con làm giáo viên, con kể là mẹ của con phải thức khuya để soạn bài, để mà nghiên cứu bài dạy. Thì để thể hiện tình cảm của mình, con sẽ thể hiện sự quan tâm chăm sóc của mình đối với mẹ như thế nào? Con có thể lấy nước mời mẹ uống, hoặc lấy thức ăn mời mẹ ăn và hỏi han mẹ, đúng không nào? Đó là thể hiện sự yêu thương, sự kính trọng của mình đối với mẹ của mình, phải không các con? Và các con sẽ làm gì để cho mẹ của mình vui? Con sẽ cố gắng học tập thật giỏi để cho mẹ vui, đúng không nào? Để mẹ làm tốt công việc của mình. Các con thân mến, và người lao động trí óc tiếp theo mà chúng ta luyện nói đó là người kiến trúc sư, hay chúng ta có thể gọi là gì? Kỹ sư xây dựng, đúng không nào? Và bây giờ các con hãy suy nghĩ và đưa ra cho cô một số từ chỉ hoạt động của kiến trúc sư nào. Rồi các con. Như vậy người kiến trúc sư với những hoạt động như sau. Đầu tiên, để vẽ được mô hình những ngôi nhà hay mô hình những công trình, nhà máy hoặc trường học thì đầu tiên hoạt động của người kiến trúc sư đó là thăm dò quan sát vị trí để xây dựng công trình đó, đúng không con? Sau đó, người kiến trúc sư hoạt động tiếp theo là về nghiên cứu để vẽ ra mô hình. Ví dụ, ở trên vị trí đó sẽ xây dựng một ngôi nhà thì người kiến trúc sư đó sẽ phải suy nghĩ để vẽ một mô hình ngôi nhà sao cho thật đẹp, thật sang trọng. Và khi mà người kiến trúc sư đó vẽ những mô hình thì rất chú tâm để thiết kế những phòng rất là đẹp, rất là phù hợp
và làm cho người ở rất là dễ chịu được các con. Và khi bản vẽ xong được đưa xây dựng thì người kiến trúc sư đó sẽ ra tận nơi, ra tận công trình để kiểm tra xem cái ngôi nhà mình vẽ có được xây dựng đúng như cái mô hình mà người kiến trúc sư đã vẽ không. Và thường thì người kiến trúc sư thường rất tận tụy với công việc và rất yêu nghề của mình, giống như nãy một bạn đã kể về cái người chú của con làm kiến trúc sư, thì con có kể rằng người kiến trúc sư là người chú của con đêm thưởng thức rất khuya để vẽ những mô hình ngôi nhà, những mô hình, những công trình xây dựng. Và con còn nhìn thấy những ngôi nhà đó đẹp lộng lẫy như những tòa lâu đài, thật là thích phải không các con? Và chú thường rất yêu công việc của mình, và chú rất tận tụy với công việc của mình. Và công việc của chú cũng mang lại rất nhiều ích lợi cho mọi người. Nhờ chú mà tất cả mọi người có những ngôi nhà thật đẹp để ở. Có những ngôi và ngôi nhà đó làm cho người ở cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái, đúng không con? Vậy các con có thích công việc? Con có thích công việc như chú của con không? Nào, ai có thể trả lời cho cô câu này? Con rất thích công việc kiến trúc sư của chú con. Con mong ước sau này sẽ trở thành một người kiến trúc sư giỏi như chú của con. Có nghĩa là con cũng rất yêu cái nghề kiến trúc sư, rất yêu cái nghề này, đúng không nào? Và tình cảm của con đối với chú con như thế nào khi chú con là kiến trúc sư? Có kể rằng ban đêm chú ấy thưởng thức rất khuya để nghiên cứu và làm việc trên máy tính để thiết kế ra những mô hình ngôi nhà rồi những công trình xây dựng. Và khi thấy chú vất vả như vậy thì con sẽ làm gì để thể hiện sự quan tâm yêu thương của mình đối với chú? Con thăm hỏi thăm, con lấy nước mời chú uống, đúng không nào? Và con hỏi thăm xem thể hiện sự quan tâm của con đối với người chú của mình. Rất là chính xác các con. Bây giờ chúng ta sẽ luyện nói về người lao động trí óc tiếp theo, đó là bác sĩ. Vậy các con hãy suy nghĩ và đưa ra cho cô một số từ, một số câu nói về những hoạt động của người lao động trí óc, đó là bác sĩ nhé. Nào các con hãy suy nghĩ. Cảm ơn các con. Như vậy người bác sĩ thường có những hoạt động nào? Khi các con tả về người thân của các con là bác sĩ thì các con biết điều đó. Người bác sĩ thường khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Như con kể là bác của con là bác sĩ, thường rất thương bệnh nhân của mình. Khi bệnh nhân đến khám bệnh thường hỏi han bệnh nhân thật kỹ, thể hiện sự quan tâm, sự thương yêu của mình. Sau đó bác của con kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Khi kê đơn thuốc xong thì bác của con dặn dò bệnh nhân là về phải ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ để mau khỏi bệnh. Và thường người bác của em đối với bệnh nhân thì thường rất là thương những bệnh nhân và thể hiện sự quan tâm và động viên, khích lệ những người bệnh nhân để cho người bệnh nhân uống thuốc để cho mau khỏi bệnh nè, đúng không? Và khi người bệnh nhân ra về thì bác của con luôn dặn dò bệnh nhân uống thuốc như thế nào và giữ gìn sức khỏe ra sao để cho bệnh mau khỏi. Và em kể rằng người bác của em rất là yêu nghề, thường bác đến bệnh viện rất sớm để chuẩn bị khám bệnh cho bệnh nhân. Và khi làm việc bác rất tận tụy, bác thường thức rất khuya để nghiên cứu đưa ra cách chữa bệnh cho những bệnh nhân sao cho bệnh nhân mau khỏi bệnh. Và bác đưa ra rất nhiều lời khuyên tốt cho những người bệnh nhân giữ gìn sức khỏe và uống thuốc đầy đủ để người bệnh nhân
luôn luôn mau khỏi bệnh. Và các con biết rằng khi người bác sĩ yêu nghề và tận tụy như vậy thì rất là đáng kính trọng phải không các con? Và con có thích làm công việc như người bác làm bác sĩ của con không? À, bạn nào có thể cho cô biết nào? À, con rất thích làm bác sĩ và muốn trở thành một người bác sĩ giỏi như bác của em để khám chữa bệnh cho mọi người. Cảm ơn con. Và khi thấy bác mình thức thật khuya, thật vất vả như vậy thì các con hãy thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc của mình đối với người bác của con nhé. Các con thân mến, vừa rồi các con vừa luyện nói về bài Người lao động trí óc. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau viết những điều mình vừa kể thành một đoạn văn nhé. Và khi viết đoạn văn, các con cần lưu ý. Các con cần chú ý đến dấu câu. Câu văn các con cần viết rõ ràng, đầy đủ các bộ phận của câu. Đầu câu viết hoa, cuối câu con nhớ ghi dấu chấm. Và hãy vận dụng biện pháp nhân hóa so sánh để diễn tả về người lao động trí óc, để bài văn của con hay hơn và sinh động hơn nhé. Và các con bắt đầu viết bài nào. Các con thân mến, tiết học đến đây là hết rồi. Cô mong các con viết được bài văn thật là hay nhé. Cô tạm biệt các con và chúc các con luôn ngoan học giỏi nhé.